Người và Ngô đại nhân có tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, người khác ngưỡng mộ, đã lấy nhau mười mấy năm rồi mà đến giờ Ngô đại nhân vẫn chưa hề nạp thiếp đúng không? Vâng, trẫm cảm thấy rất lạ. Ngô đại nhân được coi là đàn ông đẹp nhất nhì trong triều, còn phu nhân tuy rằng hiền thục, nói về sắc đẹp thì kém xa. Trẫm không hiểu người dùng cách gì mà giữ được tướng công. Hoàng thượng đã quá khen, thần thiếp đúng là xấu xí, nhưng thần thiếp biết cách níu giữ trái tim đàn ông. Muốn níu giữ trái tim đàn ông, chỉ cần tốt với người ta có đúng không? Tốt với người ta, chỉ khiến họ cảm thấy đương nhiên là phải vậy. Thần thiếp sống với tướng công, coi trọng ở dám chữ, gần mà như xa, kính nhau như khách. Tại sao con người lại thích nhau? Đó là vì đối phương còn nhiều điều không rõ, hoặc vẫn còn điều đang khám phá. Nếu tất cả đều đã rõ ràng thì ở với nhau sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Thần thiếp từ nhỏ nhà nghèo, dung nhan lại kém, cho nên rất cố gắng học hỏi mọi thứ, nấu nướng, thêu thùa, hầu hạ tướng công. Nhưng thần thiếp không thể hiện tất cả cho tướng công thấy ngay sau khi lấy nhau, mà để cho tướng công tự hiểu ra những điều tốt đẹp của thần thiếp, thường xuyên mang lại bất ngờ cho tướng công. Có vậy cuộc sống của hai người mới dài lâu được. Tướng công cứ im lặng chờ đợi sự bất ngờ tiếp theo. Đàn ông đối với đàn bà cũng vậy phải không? Tất nhiên rồi. Thảo nào trẫm cảm thấy giữa trẫm và thần phi biết nói thế nào nhỉ? Tuy rất thân thiết nhưng rất khó gần thêm bước nữa. Vậy hoàng thượng hãy xa cô ấy một chút. Những thứ con người không đạt được bao giờ cũng cảm thấy tốt hơn. Đúng là nghe một lời nói hay hơn 10 năm đèn sách. Lời nói của phu nhân là thuốc tốt mê hoặc trong lòng chúng. Tạ ơn hoàng thượng. Nương nương. Nương nương. Nương nương. Hoàng hậu nương nương, bẩm hoàng thượng, nương nương nhất quyết đòi vào, nô tài không ngăn được. Hoàng thượng, thần thiếp có việc quan trọng muốn bẩm báo. Xin hoàng thượng cho mọi người lui. Các ngươi lui cả đi. Vâng. Nàng muốn nói gì? Hoàng thượng, lần này viên tái quốc tấn công đại đường như được thần thám.